Thưa quý vị và các bạn, một tin vui cho Việt Nam chúng ta trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới WorldSkills năm 2022 đang được tổ chức tại Đức. Đoàn Việt Nam đã giành được 2 huy chương bạc ở các nội dung phay CNC và tiện CNC. Đây được đánh giá là thành tích chưa từng có với đoàn Việt Nam dự thi kỹ năng nghề thế giới cho tới thời điểm này. Bởi trước đó, thành tích cao nhất tại cuộc thi này là một giải bạc vào năm 2019. Việc đạt được thành tích mới rõ ràng là một tín hiệu rất đáng mừng trong công tác đào tạo kỹ năng nghề tại Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp để chúng ta có thể cùng chia sẻ về thành tích tự hào này cũng như công tác đào tạo nghề tại Việt Nam hiện nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn và xin được chào tiến sĩ Nguyễn Chí Cường. Cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào phóng viên và xin chào quý thính giả của VTC14. Vâng ạ, trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới WorldSkills năm nay đang được tổ chức tại Đức thì đoàn Việt Nam của chúng ta như đã chia sẻ đã giành được những cái thành tích rất đáng tự hào, đó là giành được 2 huy chương bạc ở các nội dung là phay CNC và tiện CNC. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cuộc thi này cũng như là thành tích được đánh giá là chưa từng có của đoàn Việt Nam tính cho tới thời điểm này. Vâng, chúng ta cũng rất là hồi hộp và đến thời điểm này rất là tự hào là đã đạt thành tích như phóng viên vừa nói chưa từng có đối với chúng ta. Thế thì trước tiên thì để chia sẻ thì chúng tôi muốn nói qua về cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới này nó như thế nào. Thế thì kỳ thi này là xuất phát từ tổ chức WorldSkills từ năm 1950, sau cái thế chiến lần thứ hai thì các nước đã thành lập thế giới đã thành lập một cái tổ chức WorldSkills để chúng ta tổ chức các kỳ thi và xác định các kỹ năng thiếu hụt và phát triển kỹ năng bù đắp cho những kỹ năng thiếu hụt nhằm cho việc tái thiết nền kinh tế sau chiến tranh. Đến năm 1953 thì bắt đầu kỳ thi kỹ năng nghề thế giới đầu tiên được tổ chức. Cái liên tục đến thời điểm này cứ 2 năm một lần thì kỳ thi đã tổ chức lần thứ 46 và chúng ta Việt Nam đã tham dự từ năm 2007 là đầu tiên tham dự và liên tục đến thời điểm này. Thế chúng ta nói chút là thế cái kỳ thi này là kỳ thi như thế nào? Kỳ thi này thực ra là một cái kỳ thi là cái sân chơi hội tụ tất cả các cái thanh niên trẻ có kỹ năng đỉnh cao của thế giới từ khắp hành tinh. Đây thực sự là một cái sân chơi kỹ năng nghề đỉnh cao của thế giới và không chỉ có thí sinh đến thi mà còn là nơi hội tụ của các cái doanh nghiệp, các cái công ty phát triển công nghệ cũng như các nhà đào tạo đến từ khắp thế giới và là nơi hội tụ của các cái nhà hoạch định chính sách về phát triển kỹ năng cũng như các cái chuyên gia đầu ngành về phát triển kỹ năng hội tụ lại thời điểm đó tại kỳ thi này. Và chúng ta thấy rằng là vậy thì kỳ thi này nó thể hiện đúng cái bản chất của cái khái niệm thế nào là kỹ năng. Kỹ năng là cái việc mà truyền tải áp dụng những kỹ năng, những kỹ thức trải nghiệm sẵn có của người vào một công việc cụ thể một cách thành công. Như vậy là kỳ thi này là cái nơi mà các nhà doanh nghiệp sẽ trưng bày các cái công nghệ mới nhất, các cái thiết bị mới nhất mà đòi hỏi những kỹ năng đỉnh cao mới nhất để cho thí sinh được trình diện trên cơ sở các cái công nghệ đó, để trình diện các kỹ năng trên công nghệ đó và người ta sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất. Để thấy rằng là kỳ thi này nó hết sức là quan trọng và nó khác biệt các kỳ thi khác như thế nào. Để thể hiện được các cái kỹ năng đỉnh cao của một thí sinh thì ban tổ chức phải chuẩn bị một cái hiện trường như một nhà máy gồm có tất cả các cái trang thiết bị cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể cho từng lĩnh vực ngành nghề. Ở đó phải đảm bảo được tất cả các cái tiêu chuẩn nghề nghiệp của ngành công nghiệp, ở đó phải đảm bảo được tất cả các cái điều kiện về an toàn lao động, các cái điều kiện cần thiết để một thí sinh có thể thực hiện một dự án ra được một sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề của thế giới. Để thấy rằng là cái kỳ thi đó là cái nơi mà người lao động phải thể hiện được thực sự cái kỹ năng, năng lực nghề nghiệp của mình ở một cái công nghệ cao nhất, mới nhất, hiện đại nhất. Vâng ạ, với những thông tin chia sẻ của ông thì có thể nói là WorldSkills là một trong những cuộc thi có bề dày lịch sử và rất là uy tín. Và ở đây thì các nước sẽ đem đi những người thợ tài năng nhất, xuất sắc nhất để có thể đi tranh đấu đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, để chuẩn bị cho việc so tài với các nước khác trên thế giới thì Việt Nam của chúng ta đã có những cái sự chuẩn bị và lựa chọn thí sinh như thế nào? Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia thì có phải là nơi để mà chúng ta có thể tập hợp và tuyển chọn những gương mặt xuất sắc trong lĩnh vực này để đi thi quốc tế hay không ạ? Vâng. Trước khi trả lời câu hỏi của phóng viên như vừa rồi thì tôi cũng sẽ chia sẻ nốt những cái nội dung mà câu hỏi trước
về cái đây là một cái kỳ thi mà Việt Nam chúng ta đạt được kết quả chưa từng có. Dạ. Phải nói thẳng là trong 15 năm tham dự kỳ thi thế giới thì Việt Nam chúng ta mãi đến năm 2013 tại Brazil, Sao Paulo, chúng ta mới lần đầu tiên đạt được một cái huy chương đồng. Và đến năm 2015 tại Abu Dhabi, vâng, ở Abu Dhabi 2017 thì chúng ta mới đạt được một cái lần thứ hai một cái huy chương đồng. Và đến năm 2019 tại Kazan chúng ta lần đầu tiên được một cái huy chương bạc của nghề file CNC. Và đến năm vừa rồi, năm nay vừa xong, thí sinh vừa trở về thì chúng ta đạt được một cái kết quả là đầu tiên được hai, được kép hai huy chương bạc. Đây là kết quả chưa từng có. Hai nữa là trong cái bối cảnh chúng ta kỳ thi này đáng nhẽ được diễn ra theo đúng lịch vào năm 2021 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tuy nhiên do cái dịch bệnh Covid và chính sách Zero Covid của Trung Quốc cho nên kỳ thi đã lùi một năm. Và đến khi thời điểm này thì Thượng Hải cũng báo cáo là không tổ chức được. Cho nên là kỳ thi này đã được tổ chức ở phiên bản đặc biệt ở 15 nước, ở 3 châu lục. Và Việt Nam tham dự ở 10 nghề với 6 quốc gia khác nhau. Và cái quá trình huấn luyện, quá trình chuẩn bị và dự thi của các em cũng trong môi trường hết sức đặc biệt. Và các em vẫn đạt được cái thành tích cao như vậy thì chúng tôi cho rằng là trong bối cảnh chưa từng có và hết sức đặc biệt. Để trả lời câu hỏi thứ hai của phóng viên về cái lựa chọn thí sinh của chúng ta cho cái kỳ thi thế giới này, thì ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh Xã hội thành lập thì chúng tôi phải có các cái phương thức khác nhau để lựa chọn thí sinh. Đầu tiên chúng ta phải xác định là kỳ thi quốc gia kỹ năng kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia là một cái nơi mà lựa chọn được các thí sinh xuất sắc nhất để chúng ta lựa chọn vào cái đội tuyển để huấn luyện chuẩn bị cho tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới. Kênh thứ hai là có những cái nghề mà thế giới tổ chức nhưng mà quốc gia chúng ta chưa đủ điều kiện để tổ chức cái nghề đó thì chúng tôi phải dựa vào các cái hệ thống đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, các cái trường, các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo mà có thế mạnh thì chúng tôi vẫn tuyển dụng ở các cái trường đó. Ngoài ra đặc biệt hơn nữa là chúng ta phải tận dụng cái nơi mà chính là cái nơi mà cần kỹ năng, đó là các doanh nghiệp. Thì các doanh nghiệp kể cả trong nước và quốc tế cùng phối hợp để lựa chọn và huấn luyện đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho các em tham dự kỳ thi thế giới. Đấy là cái các cái kênh lựa chọn và đào tạo. Thế thì có thể nói rằng là ở đấy vẫn phải khẳng định là cái kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia vẫn là cái nơi mà chúng ta lựa chọn được các em trẻ có tiềm năng, tài năng nhất ở đó là một kênh để lựa chọn. Sau đó mới đến các cái kênh khác như tôi vừa trao đổi vừa rồi. Vâng ạ, như vậy là chúng ta phải triển khai rất là nhiều những cái giải pháp đồng bộ và đa dạng về các kênh để lựa chọn được những người thợ có tay nghề xuất sắc để đưa đi tham dự cuộc thi quốc tế này. Ở thời điểm hiện tại thì ông có nhận định thế nào về trình độ kỹ năng nghề của Việt Nam hiện nay và cái mức độ quan tâm của mọi người về việc đào tạo nghề hiện nay đang ở mức nào? Chúng ta có thể thấy rằng là về trình độ kỹ năng nghề của Việt Nam ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể tự hào rằng chúng ta đã vươn lên cái đỉnh cao của thế giới. Bằng chứng là chúng ta liên tục 15 năm qua thì chúng ta đã có 4 kỳ thi có được huy chương. Nhưng mà đó là vẫn ở cái mức độ hẹp và mang tính cá nhân nhiều hơn. Còn ở mức độ diện rộng về lực lượng lao động của chúng ta, trình độ kỹ năng thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng Việt Nam vẫn chưa phải là cái quốc gia mà có được cái trình độ kỹ năng đạt được mức cao để đủ cái sức cái làm năng cho năng suất lao động của chúng ta tăng lên và tạo ra được cái năng lực cạnh tranh của quốc gia chúng ta. Theo cái thống kê của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019 thì xếp hạng về phát triển kỹ năng của Việt Nam ở chỉ số trụ cột kỹ năng thứ 6 ấy thì chúng ta vẫn xếp hạng ở thứ 103 trên 141 nước xếp hạng. Thì đó là một con số mà vẫn rất khiêm tốn. Chúng ta chưa thể hài lòng với con số đấy được và chúng ta phải tiếp tục và ở cái mức là phổ cập hơn và có chính sách diện rộng hơn, nâng tầm kỹ năng lên. Đó là cái chung, cái đánh giá chung về cái trình độ kỹ năng nghề ở Việt Nam. Vâng ạ.
Ở một cái góc nhìn trong tương lai thì chúng ta sẽ cần phải có những thay đổi gì trong quan điểm về cũng như chính sách về những cái phương pháp đào tạo để nâng tầm kỹ năng nghề Việt Nam và đón đầu cơ hội việc làm cho giới trẻ hiện nay ạ? Vâng, cái câu hỏi cũng rất là hay. Như vậy là với cái mức độ kỹ năng nghề của chúng ta như vậy thì chúng ta cũng cần phải có những cái quan điểm và có những cái xác định về cái phương pháp, các cái biện pháp để chúng ta thay đổi cái thứ hạng của chúng ta, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Thế thì về quan điểm thì hiện nay Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đang được Bộ Lao động Thương binh Xã hội giao cho chủ trì xây dựng cái đề án nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Và từ các cái nhiều khác nhau, trong đó có những cái chúng tôi đã học hỏi được từ các kỳ thi kỹ năng nghề thế giới, từ các cuộc thi này thì chúng tôi đưa vào học tập các quốc gia phát triển và tiên tiến. Thì chúng tôi thấy rằng là về quan điểm chúng ta cũng phải xác định rằng kỹ năng nghề nó có vai trò hết sức quan trọng, nó là yếu tố quyết định đóng góp phần lớn cho cái việc nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh cho quốc gia, phải khẳng định như vậy đã. Cái thứ hai nữa chúng ta cũng phải xác định là với vai trò như vậy thì chúng ta xác định nội hàm của nâng tầm kỹ năng lao động gồm đến cái gì. Cái cũ như thế thì cái mới thì chúng tôi cho rằng là cái nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong qua quá trình chúng tôi nghiên cứu vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là chúng ta phải xác định bằng các cái phương pháp, các cái con đường khác nhau, nâng cao trình độ kỹ năng cho những người lao động mà ở một cái vị trí việc làm, ở một cái nghề hiện tại để chúng ta có trình độ cao hơn, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp tại vị trí việc làm đó. Cách thứ một cái con đường thứ hai là chúng ta cũng phải nâng tầm cho những người lao động theo một cái chiều ngang, tức là để cho người lao động trong cái thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động có thể là phải dịch chuyển theo vị trí việc làm mới, một cái nhu cầu việc làm mới và theo nhu cầu của cái nghề nghiệp mới, kỹ năng mới. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải quan tâm đến cái thái độ phẩm chất của người lao động, và qua các kỳ thi chúng ta thấy rằng là chúng ta có kỹ năng rất cao nhưng mà chúng ta vẫn chưa đủ tầm, chưa có thói quen, chưa đảm bảo được cái về cái phong cách, về cái ý thức kỷ luật và cái phẩm chất lao động, dẫn đến là chúng ta hay bị thiếu hụt. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Trí Trường.